Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Ngày hôm nay thì Lê Hoàng sẽ chia sẻ cho anh chị em mình một cái bộ dùng để thu âm, mix nhạc rất là chất lượng với chi phí là khoảng trên 10 triệu. Và với chi phí này, chúng ta sẽ có một sản phẩm rất là chất lượng để thỏa mãn đam mê, làm những cái bài hát mà chúng ta yêu thích, làm những MV phòng thu, MV ngoại cảnh. Và chúng ta cũng có thể livestream, chia sẻ giọng hát của mình lên trên các app YouTube, Facebook, TikTok như là hiện nay. Và combo như thế nào? Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một đoạn bài hát nha. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến xua tan mang đêm băng giá ưu phiền, cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau anh mắt mong mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Vừa rồi thì anh chị em mình đã nghe Lê Hoàng hát và test một đoạn trên bài hát Ngày Hạnh Phúc của anh ca sĩ Bằng Cường. Thì đây là Lê Hoàng hát không có hay đâu, chỉ là Lê Hoàng muốn test cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe chất lượng âm thanh của bộ combo kết hợp sao kẹt Yamaha Standard UR22C của Nhật và Micro Audio Technica AT2050 của Nhật. Với combo này thì sẽ đầy đủ phụ kiện, và anh chị và các bạn chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho Lê Hoàng một cái máy tính để bàn hoặc là laptop cũng được. Phần mềm thì bên Lê Hoàng sẽ cài cho anh chị và các bạn qua TeamView hoặc là Ultraview. Chỉ cần ngồi tại nhà mở máy tính lên là bên Lê Hoàng sẽ có nhân viên tự động cài đặt cho anh chị và các bạn, và sẽ có nhân viên gọi hướng dẫn cho anh chị và các bạn trực tiếp trên máy tính. Như vậy rất là đơn giản, và anh chị và các bạn chúng ta có thể thao tác được rồi. Combo đầy đủ sẽ như thế này. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện giống như là trên màn hình. Đó là một cái sao kẹt Yamaha Standard UR22C của Nhật. Con này chất lượng 32 bit và có ream hỗ trợ trên hai cái đường mic như anh chị và các bạn cùng thấy. Rồi micro thì chúng ta sẽ có là Audio Technica AT2050 của Nhật ha, rất là chất lượng. Và có một cái dây micro hai đầu Canon xịn 3m. Rồi chúng ta sẽ đi kèm một cái tai nghe kiểm âm đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là Samsung SR350, một cái chân kẹp micro và một cái màn lọc âm của NMC Audio, và có một cái dây để chúng ta phát livestream chia sẻ giọng hát của mình lên trên các app ha. Đó, đầy đủ phụ kiện, chúng ta sẽ có một cái combo như thế này đây. Thì nếu mà anh chị và các bạn chúng ta yêu thích các dòng combo thu âm hát live bên Lê Hoàng thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng để Lê Hoàng tư vấn chi tiết cho anh chị và các bạn. Có rất là nhiều gói cho những người mới, hoặc là những anh chị và các bạn chúng ta muốn một cái sự chuyên nghiệp hơn thì cứ liên hệ cho bên Lê Hoàng. Lê Hoàng sẽ tư vấn cho anh chị và các bạn chi tiết. Và nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua hotline 0989737960, cũng như truy cập website lehoangstudio.com. Trên đó có đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm, giá cả. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh, để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được thông báo về clip ngay lập tức nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.